Binance cam kết tuân thủ MiCA sau loạt lùm xùm pháp lý. Trước những thách thức về quy định gần đây mà Binance đang phải đối mặt với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang tập trung vào việc thực hiện các quy định về thị trường tài sản tiền điện tử MiCA ở châu Âu. Giám đốc điều hành Binance Chang Feng Zhao đã lên Twitter để nêu bật việc MiCA ra đời tại EU, nơi cung cấp cho các doanh nghiệp tiền điện tử các mốc thời gian rõ ràng để đảm bảo tuân thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị và sẽ sẵn sàng. Cơ hội thú vị phía trước cho các doanh nghiệp tuân thủ ở châu Âu, Zhao nhận xét trong một tweet vào thứ Sáu. CZ bày tỏ sự lạc quan về cách tiếp cận thực tế tổng thể mà EU thực hiện để giải quyết những thách thức mà ngành phải đối mặt. Theo MiCA, thời hạn cụ thể đã được đặt cho các hoạt động tiền điện tử. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 6, các quy tắc của stablecoin sẽ có hiệu lực, tiếp theo là luật trao đổi vào ngày 30 tháng 12 năm 2024. Binance đã bắt đầu chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu này và cam kết tuân thủ đầy đủ trong các khung thời gian được chỉ định. Đầu năm nay, Zhao cho biết Binance sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình trong vòng 12 đến 18 tháng tới để đảm bảo tuân thủ đầy đủ MiCA. Không riêng vì Binance, mà các dự án tiền điện tử khác cũng đã lên kịch bản ứng phó đối với sự ra đời của MiCA tại hội nghị 19 World Blockchain Web 3 Marvel HCMC 2023. Vừa mới diễn ra hôm 8 tháng 6, MiCA cũng là một trong những chủ đề được đem ra bàn thảo tại sự kiện đại diện của VBridge. Ông Victor Nguyễn đã cho biết, với lượng người dùng đông đảo trên 200 quốc gia, luật MiCA ra đời cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tệp khách hàng ở châu Âu của sàn. Vì vậy, VBridge đã tìm cách thích ứng trước những thay đổi về quy định, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tuân thủ KYC và luật chống rửa tiền. Sự đàn áp của SEC trong những ngày gần đây đối với tiền điện tử đã cho thấy ngành công nghiệp này khó có thể phát triển mạnh mẽ tại Mỹ. Mới đây, Robinhood đã quyết định chấm dứt hỗ trợ cho Cardano, Polygon và Solana. Việc hỗ trợ cho ba mã thông báo này sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6, khiến nó trở thành sàn giao dịch môi giới đầu tiên trên nước Mỹ hủy niêm yết các loại tiền kỹ thuật số này. Sàn giao dịch cho biết mặc dù người dùng vẫn có thể chuyển các loại tiền điện tử bị ảnh hưởng cho đến ngày nói trên, nhưng những người dùng từ chối chuyển tiền của họ sẽ bị thanh lý theo tỷ giá thị trường. Robinhood xác nhận rằng ngoài các loại tiền kỹ thuật số này, không có giao dịch tiền điện tử nào khác trên nền tảng của nó sẽ bị ảnh hưởng. Quyết định này của Robinhood diễn ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC chỉ định hơn 60 loại tài sản crypto là chứng khoán. Trong khi đó, Coinbase và Binance cũng đang phải đối mặt với hàng loạt tội danh có trong luật chứng khoán liên bang. Lộ bằng chứng Binance có đạp chân với Alameda Research. Trong một phát hiện mới nhất của SEC, Binance đã lộ bằng chứng có dính chân với quỹ đầu tư do Sam Swan, ông chủ FTX hậu thuẫn, Alameda Research. SEC cho biết quỹ đầu tư này thường là đối tác duy nhất cho các giao dịch OTC của Binance US từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022. Tài liệu của SEC tiết lộ rằng OTC desk của Binance US đã chứng kiến hơn 654 triệu đô la giao dịch vào năm 2021, chủ yếu phục vụ các trader tổ chức cho các giao dịch cặp tài sản tiền điện tử và fiat khối lượng lớn. Báo cáo cũng nêu chi tiết về sự tham gia của Alameda Research với tư cách là đối tác thường xuyên cho các giao dịch này thông qua OTC desk của nền tảng. Binance là nhà đầu tư ban đầu vào sàn giao dịch tiền mã hóa FTX. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Binance tuyên bố đầu tư chiến lược vào FTX, đồng thời niêm yết token FTT. Đây có thể xem là cú bắt tay hòa bình sau những bất đồng quan điểm xảy ra vào tháng 11 năm 2019, khi Binance đã kiện FTX 150 triệu USD vì tấn công Binance Futures. Tuy nhiên, mối quan hệ đầu tư giữa FTX và Binance đã dần chấm dứt kể từ sau cuộc khẩu chiến diễn ra vào tháng 7 năm 2022. Sau đó là chuỗi sự kiện drama giữa Sam và CZ khiến thị trường giai đoạn cuối năm 2022 đổ máu. Hackathon P Network ngày càng mờ nhạt. Bên cạnh cú huýt lớn mang tên Fireside Forum, thì vào cuối tháng 5, P Network đã đưa thông báo về một chương trình hackathon mới sẽ được ra mắt vào ngày 1 tháng 6. Thế nhưng có thể do sự hương ứng mờ nhạt của cộng đồng mà P Core Team đã quyết định rời hackathon vào ngày 23 tháng 6, cận kề P Today 28 tháng 6. Theo thông tin ban đầu từ P Core Team, P Hackathon kỳ này sẽ được thiết kế như một quy trình tự động hóa cao và có thể lặp lại mỗi tháng để hỗ trợ các nỗ lực phát triển hệ sinh thái P quanh năm và tạo cơ hội tiếp cận thường xuyên cho các nhà phát triển. Các nhà phát triển đam mê cũng như các nhà lãnh đạo cộng đồng có thể gửi ứng dụng P của họ thông qua ứng dụng Brainstorm để tham gia P Hackathon hàng tháng. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng đây là một cách hữu hiệu để nuôi dưỡng và phát triển hệ sinh thái, thì một số pioneer lại cho rằng hackathon của P đang ngày càng mất dần sức hút, đặc biệt là khi các dự án giành danh hiệu cao trong cuộc thi để lại dấu ấn mờ nhạt và dường như dừng mọi hoạt động sau cuộc thi. Điều này hoàn toàn không phù hợp với chủ trương ban đầu là xây dựng hệ sinh thái P Network phát triển đồng đều về cả chất và lượng. Kraken ra mắt thị trường NFT.
Ngày 8 tháng 6, sàn giao dịch Kraken đã chính thức ra mắt thị trường NFT sau giai đoạn thử nghiệm beta. Nền tảng này sẽ hỗ trợ hơn 250 bộ sưu tập NFT trên các blockchain Ethereum, Solana và Polygon. Trước đó, Kraken đã tung ra phiên bản thử nghiệm của sàn giao dịch NFT vào hồi tháng 11 năm 2022. Ban đầu, nền tảng hỗ trợ khoảng 70 bộ sưu tập NFT được tuyển chọn trên Ethereum và Solana. Tuy nhiên, sau đó Kraken tiết lộ thị trường NFT mới không chỉ hỗ trợ các dự án blue chip như CryptoPunk và Boris Abjad Club mà còn cả các bộ sưu tập khác có thể mua với giá dưới $100. Bên cạnh đó, sàn giao dịch sẽ không tính phí gas đối với người dùng mua và bán NFT trên nền tảng. Tuy nhiên, Kraken cho biết phí gas sẽ phát sinh khi nạp gửi NFT và các loại tiền điện tử khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. CryptoListVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.